Xin chào bạn nhé. Hôm qua thì mình chia sẻ với bạn về cái hình thức lừa đảo thông qua làm thẻ tín dụng. Thì sáng nay thì mình lại gặp thêm một cái trường hợp nữa, đó là các bạn vay tiền online. Đây, sáng nay thì có một bạn hỏi mình là hỏi vay tiền. Bên cái người cho vay bảo là phải chụp hình cái thông tin thẻ, tức là cái dãy số thẻ ATM các bạn á, nhưng mà bảo các bạn là che 8 cái số đầu đi. Thì cái này cũng là một cái chiêu lừa đảo thôi. Và cái thủ đoạn của người này rất là tinh vi, tức là tạo cái sự tin tưởng, bảo các bạn che cái dãy số ở trên cái thẻ đi. Nhưng mà thực ra việc các bạn che cái dãy số đi nó không có ý nghĩa gì cả nhé. Tại vì sao? Tại vì cái dãy số của ngân hàng á, thì cái đầu số thẻ là như nhau. Ví dụ như thẻ của ngân hàng MB này, đối với thẻ ATM thì dãy số đầu đều là 97042220. Đấy, mình không nhớ rõ nhé, nhưng mà nói chung là cái dãy số đầu nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác các cái số ở sau thôi. Do vậy là việc cái người này bảo các bạn là che cái thông tin đi thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả nhé. Che 8 số đầu có ý nghĩa gì đâu, tại vì người ta đã biết 8 số đầu là số gì rồi. Đấy, thì đây là một cái hình thức là đánh lừa nhé, tức là tạo cái sự tin tưởng, bảo các bạn che đi, nhưng mà thực ra là đó là một cái chiêu lừa đảo của người ta. Và các bạn lưu cho mình là tuyệt đối không chia sẻ các cái thông tin hình ảnh thẻ các bạn nhé, các cái dãy số trên mặt thẻ các bạn. Ngoài ra là không được chia sẻ cái mã OTP của ngân hàng. Rồi thì đối với trường hợp này đi, nếu mà cái bạn này bạn ấy chụp cái hình thẻ qua cho bên kia thì bên kia nó sẽ liên kết cái thẻ này với một cái trang thanh toán ở nước ngoài, và sau đó thì bên cái người mà cho vay tiền giả mạo đó, người ta sẽ yêu cầu các bạn là gửi cái mã OTP của ngân hàng gửi về để mà tiến hành giải ngân cái số tiền cho bạn. Và sau khi các bạn gửi mã OTP thì toàn bộ số tiền các bạn ở trong thẻ sẽ bị rút hết nhé. Thì trong trường hợp mà nếu các bạn đã lộ thông tin thẻ thì các bạn phải khóa cái thẻ đó lại nhé. Các bạn có thể gọi lên tổng đài hoặc là vào app để mà khóa thẻ, và tốt nhất là hủy luôn cái thẻ đó đi ha, và các bạn phát hành một cái thẻ mới. Tuy nhiên, để mà nói vay tiền online phải cung cấp cái số thẻ để mà nhận tiền là lừa đảo thì cũng không có đúng hoàn toàn nhé. Tại vì một số công ty tài chính thì người ta sẽ giải ngân tiền qua thẻ. Thì ở đây các bạn khi mà vay tiền, các bạn cần phải vay ở những cái tổ chức uy tín. Các bạn đến những cái tổ chức uy tín các bạn vay. Và thêm nữa là khi mà các bạn nhận được cái mã OTP của ngân hàng thì các bạn không có cung cấp cái mã OTP này cho bất kỳ ai khác nhé. Không gửi mã OTP cho bất kỳ ai cả. Và vay tiền thì phải vay ở nơi uy tín. Còn ở trên Facebook thì rất là nhiều cái đối tượng khác nhau, nên là các bạn không biết đâu là thật đâu là giả. Đấy, còn với cái trường hợp này thì chắc chắn là bạn bị lừa đảo rồi. Vay tiền online cũng không phải là lừa đảo hoàn toàn các bạn nhé. Nói chung là cũng tùy trường hợp thôi. Tại vì chính bản thân mình thì mình cũng từng vay tiền online và cũng đã cho vay tiền online rồi. Nên là bảo là vay tiền online là lừa đảo hoàn toàn thì cũng không đúng. Tuy nhiên thì do là nhu cầu vay tiền lớn và nắm bắt được cái nhu cầu này nên là cho nên là vẫn xuất hiện những cái trường hợp bị lừa đảo như vậy. Thì tốt nhất nếu các bạn không có tin tưởng vay tiền online thì bạn nên đến những cái địa điểm vay tiền uy tín nhé, những cái công ty tài chính hoặc là ngân hàng để mà vay tiền. Rồi thì đó là chia sẻ của mình về cái vấn đề lừa đảo thông qua vay tiền online. Và nếu các bạn có người thân bạn bè thì các bạn cũng nên chia sẻ thông tin này để họ không có bị mắc lừa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.